Chợ tình là tiếng nóng dân chơi thường hay gọi để chỉ con đường đất đỏ nối liền từ cửa số 6 qua cửa số 7. Khu vực nội ô tòa thánh Tây Ninh, nơi các cô gái mại dâm thường hoạt động. Một buổi chiều trong vai hai lúa mới thu hoạch xong mùa vụ, tôi thử tìm đến đây. Mới hơn 18 giờ, trời chưa tối hẳn, đã có hai cô gái ăn mặc mát mẻ, đội nón vải, đeo khẩu trang kín mít, ngồi chờ hờ ngay đầu đường. Tôi dề xe ngang, một trong hai cô gọi với theo. Anh ơi! Tôi liền vòng xe lại. Một cô rủ đi uống cà phê. Ở đâu? Trả lời. Ở chỗ kín kín. Vừa trả lời, hai cô vừa đảo mắt quan sát xung quanh liên tục. Tôi hỏi thẳng, giá cả ra sao? Cô gái cũng thẳng thừng, một nhát hai xị, qua đêm năm xị. Tôi hỏi tiếp về khoản tiền phòng. Cô gái rạch ròi, tiền phòng anh trả giá 80.000 đồng một giờ, qua đêm thì 100.000 đồng. Nhà trọ cách đây không xa, sạch sẽ, yên tĩnh. Tôi giả vờ cò kè ngã giá, cuối cùng cũng đồng ý. Cô gái vui mừng tót lên ngồi sau xe và chỉ đường cho tôi đến bãi đáp. Trên đường cô nhiều lần cố ý dựa sát vào người tôi như muốn làm nóng. Tưởng chừng tôi có vẻ cắn câu, cô gái mới tỏ ra cởi mở hơn. Cô cho biết mình tên là Huệ. Có trời mới biết tên thật hay giả. Năm nay 30 tuổi, quê ở Đồng Tháp, lên đây cùng với mấy người bạn thuê nhà ở trọ. Nghe thế tôi ngỏ ý muốn về nhà trọ nơi Huệ đang ở để tiết kiệm tiền phòng, nhưng cô không chịu. Đến một căn nhà trọ nhỏ ở xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành. Thấy tôi định gọi điện thoại, Huệ ngăn lại. Nếu anh gọi điện cho bất kỳ ai, em sẽ về liền. Cô có vẻ cương quyết. Không còn cách nào khác, tôi đẩy xe vào. Huệ gọi bà chủ nhà trọ khá thân mật. Chị Út ơi, cho em một phòng máy lạnh. Bà chủ nhanh nhẩu thay Grab trải nệm và xịt phòng cho thơm. Đến lúc này tôi mới có dịp ngắm kỹ cô gái đang trong phòng với tôi. Huệ có nước da trắng trẻo, thân hình khá hấp dẫn, đôi mắt tròn đen láy và giọng nói mộc mạc đậm chất miền Tây. Tôi không khỏi thầm tiếc cho một bông hoa tươi thắm lại cam chịu vùi xuống bùn nho. Trong khi Huệ vào nhà tắm, tôi giả vờ có điện thoại của bạn gọi, tìm cách lấy xe rời khỏi nhà trọ. Một đêm tôi cho xe máy chạy chậm chậm vào con đường đất đỏ để xem tình hình buôn bán về đêm ở đây có gì khác. Mặc dù dọc theo con đường có lắp đặt những bóng đèn chiếu sáng, nhưng cũng có những đoạn do bóng cây tùm nên ánh sáng chỉ mờ mờ ảo ảo, thấp thoáng sau những rặng cây. Một vài cô gái đứng ngồi giật giờ. Tôi tấp xe vào một gốc cây, giả vờ tháo nước. Cạnh đó một thanh niên vừa sờ soạng vào thân hình cô gái bán vé số vừa ngã giá. Sau một lúc, tay này chê giá cao, hàng không đạt chất lượng, rồi lên xe bỏ đi mất. Vuột mắt mối, cô gái kia liền tiến lại gần tôi mời mua vé số. Cô vừa mời vừa bạo dạn mở lời. Đi chơi gì không anh? Tôi đẩy đưa. Anh đang tính rủ mấy thằng bạn đi chơi nè. Cô tấn công tiếp. Nếu bạn anh không tới thì đi chơi với em. Đi đâu? Tôi hỏi tiếp. Nhà trọ sát bên nè, cô trả lời gọn lỏn. Cô chỉ cho tôi thấy căn nhà trọ còn để đèn sáng trưng bên ngoài hàng rào tòa thánh. Cô ra giá, qua đêm là 5 xị, đi nhanh 2 xị. Cô bắt đầu vò vè đứng sát vào người tôi và nhỏ nhẹ. Anh thấy em khổ không? Vừa bán vé số vừa làm gái. Rồi cô nài nỉ, anh mở hàng giùm em đi, em cảm ơn nhiều. Tôi hỏi về bao cao su, cô ra vẻ nai. Em mới ra nghề, không có đem theo, nhưng chuyện đó ở nhà trọ có sẵn, anh đừng lo. Tôi bảo để tôi gọi điện thoại rủ thêm mấy người bạn cùng đi cho vui. Cô liền từ chối. Mạnh ai nấy đi thì em đi. Rủ đông quá sợ bị gài. Em không đi đâu. Nhờ ánh đèn xe lướt qua, tôi có cơ hội nhìn rõ hơn hình dạng cô gái chạc 30 tuổi. Tiếng là đi bán vé số nhưng trên gương mặt phấn son lòe loẹt. Mặc dù trùm mặt trùm đầu kín kẽ, nhưng cô lại mặc áo thun dây để lộ cả ngực và vai trần nhằm kêu gọi đầu tư. Cô từ chối không cho biết tên, số điện thoại, địa chỉ. Tôi liền tìm cớ đang có việc phải đi, hẹn lát nữa quay lại. Cô dặn dò. Gần 10 giờ tối, tòa thành sẽ đóng cửa, nhưng em sẽ chờ anh bên ngoài cửa số 6. Anh cứ đến đó. Em nhìn bảng số xe của anh là biết liền à.
Cô đọc số xe của tôi cho thuộc rồi nhanh nhẹn bước sang gốc cây khác để tiếp tục chào mời khách mua vé số. Trước khi rời khỏi, tôi còn kịp thấy một cô gái khác vừa được một tay xe ôm chở đến thả xuống. Cô gái này ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào gốc cây, mắt nhắm nghiền với vẻ mệt mỏi như vừa trải qua một giờ lao động cật lực. Nếu ở khu vực cửa số 6, số 7, Tòa Thánh là nơi các gái làng chơi, hành nghề, thì ở khu vực cửa số 8 lại là địa bàn giao dịch của những thành phần thuộc thế giới PD. Đường Cao Thượng Xanh nối liền từ cửa số 8 vào Tòa Thánh mỗi chiều thường có nhiều người dạo bước tập thể dục. Còn khi màn đêm buông xuống, tình hình ở đây khác hẳn. Con đường trở thành nơi tụ họp của dân PD. Sau khi tập tành cử chỉ, lời nói và cách ăn mặc theo kiểu hai trong một, tôi liều thân đến khu vực này để tìm hiểu thực tế. Ngồi gác chân lên xe máy, mở điện thoại ra, nghe chưa hết bản nhạc. Đời tôi cô đơn. Tôi đã thấy có hai ba em không biết nên gọi chàng hay nàng, lượn xe qua lại, mút chuột thăm dò. Tôi cũng mút chuột lại, thấy có tín hiệu một em tấp xe vào bắt chuyện và thăm dò. Em giới thiệu mình là Dê, hiện đang giữ chức chủ tịch công đoàn của một công ty. Em còn khoe sắp được đơn vị cử đi dự một cuộc hội nghị lớn ở Hà Nội. Có trời mới biết đúng không? Em lại nhỏ to về chuyện tình giang dở của mình. Em từng có một mối tình rất đẹp, nhưng hiện nay người yêu của em đã cưới vợ và hiện đang làm xã đội trưởng của một xã. Thông điệp em đưa ra khá rõ. Mình không phải đàn ông như dáng dấp bề ngoài. Rồi em hỏi thăm về tôi. Tôi liền tâm sự đúng kịch bản đã chuẩn bị sẵn, từng bị cha mẹ ép đi cưới vợ. Nhưng sau vài tuần sống với nhau, cả hai đã chia tay vì vợ không thích mình. Mình cũng không thích vợ. Thấy bắt đúng tần số, em bắt đầu tấn công mạnh mẽ. Em dựa sát vào tôi, tay mân mê nhẹ nhẹ đùi tôi. Thấy tôi không phản ứng gì, em bắt đầu luồn tay vào áo tôi và già đi nhiều chỗ. Rồi thì thầm, muốn phục vụ anh. Tôi hỏi nhỏ, ở đâu? Đáp, ở đây cũng được, hoặc là vào vườn cao su. Em hất mặt chỉ về phía vườn cây tối đen như mực và cho biết, người em yêu thì miễn phí, khách lạ tiền bạc sòng phẳng. Em còn nói, anh mới đi lần đầu thì tùy, nếu thấy em phục vụ tốt thì cho bao nhiêu cũng được. Càng nói em càng ghì chặt lấy tôi. Đang lúc tôi bối rối không biết tìm cách nào thoát khỏi tình huống ngoài dự kiến này thì may quá có hai cảnh sát giao thông điều khiển xe mô tô ngang qua. Tôi lấy cớ đứng ngoài đường không tiện nên đi tìm nhà trọ. Em hí hửng điều khiển xe đi trước dẫn đường ra khỏi cửa số 8. Đến chỗ đông người, tôi tắt đèn xe rẽ sang một con đường khác, chạy như ma đuổi về nhà, cải trang lại thành một người đi bắt ve sầu lột xác. Tôi trở lại đường Cao Thượng Xanh để nghe ngóng thêm. Dọc hai bên con đường tối om này có 5-7 em giống em Dê, đủ mọi lứa tuổi đang đóng giải rác. Em thì ngồi trên xe tay bấm điện thoại nhưng mắt liếc nhìn không sót người nào trên đường. Em thì vai mang cặp sách đứng thẫn thờ như đợi người thân đến đón về sau giờ tan học. Dọi đèn vào vườn cao su thấy có một cặp đang quấn lấy nhau. Nghe tôi hỏi thăm về hoạt động mại dâm trong khu nội ô Tòa Thánh, người đàn ông trạc 70 tuổi. Xin không nêu tên ở khu vực cho biết, hiện nay tình hình mại dâm đã giảm rất nhiều. Trước có lúc, giữa ban ngày mà nhiều cô vẫn ngồi chào hàng công khai dọc hai bên đường dưới hình thức bán vé số. Cũng theo lời ông, ban đêm cả nhóm ra bên ngoài hàng rào trèo kéo khách. Trong nhóm có một bà tướng tá mập mạp thường hay giở điện thoại của khách làng chơi. Đàn ông xỉn rượu đứng tiểu trong vườn cây, lỡ dại móc điện thoại ra gọi là bị bà này ra tay liền. Nhóm này có 2-3 người, giật điện thoại xong, chúng truyền tay cho nhau rồi trốn thoát. Có lần nghe la ó người dân vây bắt được bà này và giao cho công an. Nhưng vì không có bằng chứng nên bà ta được thả ra, ông kể. Vẫn theo lời ông, thời gian gần đây công an và lực lượng bảo vệ trong nội ô Tòa Thánh thường xuyên tuần tra nên hoạt động mại dâm ở đây đã giảm bớt rất nhiều. Hội đồng trưởng quản cũng đã cho chặt bớt cây và lắp nhiều bóng đèn chiếu sáng để hạn chế bớt những hiện tượng phức tạp như thời gian qua. Tuy nhiên tình trạng này vẫn còn tồn tại, mong các ngành chức năng có giải pháp làm trong sạch môi trường trong khu vực.
Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại Hồng Nhung với rất là nhiều những cái số phát sóng hấp dẫn tiếp theo mà ekip của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị khán giả trên kênh. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.